nhá. Cứ bỏ thân, cứ bỏ thân ra đi. Này gió nó khỏi tốc, nó không bay được. Thank you.
nhỉ, nóng. Làm luôn. Mình lập xong mình chôn mình đây vẫn hàng rào này luôn nhỉ. Thừa tí nó cho lên trên. Đưa cái này trước, đưa cái này trước. Không còn xé đâu. Mình đặt lên trên thôi mà. May vừa được có nhiều. Thế vừa phát không? Vùng tôi như thế. Có người kịp rồi. Đẹp rồi. Máy ở luôn rồi, còn đẹp đây. Sơn cọc quên rồi. Đi lấy cây đi. Vâng. Tôi đã kẻ nó thôi. Ghét nó lại ra mà.
Ờ, đi vác cây về đây đi. Đi đi đâu rồi Bun? Vâng. Cái to thôi, cái bé không cần đâu rồi. Cái này được rồi. Cho đất xuống cho cọc đi vợ. Gạt thêm vào đi, vào thêm một gốc để ấy đi. Đấy, thủng gạt thêm vào.
chưa? Vẫn có đấy. Và dựa lấy cái dây theo cái buộc đầu này. Không lấy kịp không? Không lấy. Phát đầu này đi vào cho nó cũng kéo. Rỡ hết rồi. Không biết là có khênh được cái chuồng không, sợ nặng nhỉ? Chắc nặng ấy. Cục cải tránh ra. Em cũng không nghĩ được nặng. Thôi rồi. Gì sao? Ừ. Được cái đấy rồi. Kê bên kia đã. Đúng. Ngang ngang, nuôi vào. À được rồi. Đoạn thế nào? Anh thả xuống. Sang bên này tí nữa. Đi dê ra ngoài này tí nữa. Rửa đi. Đây đã rồi. Cái này làm sâu để quay cái này đã.
nằm cứng. Kìm ở đây vợ ơi. Tháo một nửa này cho Sammy lên, cho gà nó khỏi lên. Đây thế mà. À, đi vào trong một luôn được. Không với rồi á. Chú góc chú có cần để cột không anh? À. Chú góc chú có cần để kéo cái ra hết rồi. Móc vào nhau ấy. Cái này thôi, cái đúng cần. Được rồi, làm hai móc kéo đây phát, hoặc đây phát này được rồi. Góc nhá. Ừ. Để em đi lấy gạo cho vào, à, lấy ngô cho vào. Hay là làm nước cái mái đi đó, không để em đi vào. À. Xong rồi mình còn thả nó. Mình làm cho cái mái này lên nữa. Thả cho nó ăn. Em về lấy ngô, phải lấy nước bên này. Ừ. Mang gà cho nó ăn đi, thả con này ra nhé. Ừ, khóa cửa đó. Anh ngồi. Cái bình này. Từ từ khách được ra chơi. Vâng. Mấy cái dây thừng. Cái cây ấy này mang về. Lấy nốt mang sang hàng xóm mấy cái xin. Không còn dao đi ạ? Sang lấy những sang mượn dao họ được. Nhớ họ ở nhà sao? Ở nhà đâu không nhá. Không. Tắm rửa cái mắt á.
Ăn cơm cho bun với cải nha. Đi thôi nha. Miến gà, trời nóng quá, miến cho dễ ăn. Trong về rửa tay chuẩn bị ăn.
Đúng rồi, em nấu miến gà. Dạ. Vâng. Ăn cho mát, ăn cơm. Em cắm cơm cho bun với cải rồi. Với cả vàng nữa. Nhi. Nấu cà chua ngon nhỉ. Đây để đây nhé. Nóng quá. Có nước mồ hôi. Cô đã. Nóng quá, em cũng không muốn ăn cơm luôn á. Nên em mới nảy ra ý định nấu miến. Xong rồi anh ạ. Em đang chan nữa là xong. Em cho một ít thôi, em đi lấy đĩa đường xương á. Đây đây, cho một cắt nhá. Ít thôi, anh xay đấy. Nhà mình chanh thoải mái ăn nhỉ? Vâng. Chú ý để lại hết chanh hoa quả. Quá tốt. Ngon không anh? Chú nếm thử tay nghề của em này. Quá ngon. Bánh rong này ngon hơn bánh phở nhỉ. Đây là lâu mình không ạ. Các bạn của em nó hút cạn nước nhanh nhỉ. Này nó nở ấy. Nó nở hút nước. Mình ở cái nhà tốt nhỉ. Vâng. Dạ tầng dưới này mát này, ở trên nóng hơn. Giờ đây tối nóng mát mà. Nhưng mà tối nó ngủ thôi. Em cũng mơ, em cũng tưởng tượng là như thế uống nhà em như thế. Đấy, có cây tối các thứ nó mát nhỉ? Có nhiều phòng thứ. Để chợ. Thế mình phải trồng bên ngoài nhỉ? Con dã quỷ á? Trồng ở đây được nhỉ? Cái ăn mãi không thấy vừa chồng. Nó càng ăn nó càng đỏ. Cái sợi miến này nó ở đây. Có thể nó đầy đầy lên đi nhỉ? Sợi miến này họ làm bằng củ rong giềng ấy. Mấy con này ăn khỏe lắm chứ không ạ? Ừ. Chỗ này em nấu 2 bát. Trước kia 2 con chó ở đây. Chúng ta 1 cốc ạ? Nước chanh ngọt. Nên dồn được 2 cốc.
Đấy, từ từ. Đây. Bún. Bún, bún. Bún. Thôi. Em chia bao bát nào.